Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toán Thư. Quý vị thân mến, ngày nay, Việt Nam và Hàn Quốc đã xây dựng mối quan hệ nồng ấm trên tất cả các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa. Thế nhưng, thật khó có thể hình dung được điều này nếu quay ngược trở về thời điểm cách đây 4 thập niên, khoảng thời gian đen tối nhất trong lịch sử quan hệ giữa hai nước. Với tỷ lệ gần 40% trong tổng số quân đồng minh có mặt tại miền Nam Việt Nam, những con thú mặt người xứ Kim Chi đã trở thành cánh tay phải của quân Mỹ, đảm nhận vùng chiến trường chiến lược quan trọng nhất là Nam Trung Bộ và một phần Tây Nguyên. Với sự hung hăng của chúng, những con thú mặt người này đã gây ra biết bao tội ác kinh hoàng trong chiến tranh Việt Nam. Vậy quân đội Hàn Quốc đã thực hiện những vụ thảm sát đẫm máu nào trong chiến tranh Việt Nam? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Thứ nhất, vụ thảm sát Thái Bình. Vào một buổi sáng sớm của tháng 2 năm 1966, một toán quân thuộc Sư đoàn Bộ binh Mãnh Hổ của Hàn Quốc đã tiến vào làng Thái Bình, tỉnh Quảng Nam trong một cuộc càn quét các du kích giải phóng. Tuy vậy, chúng chỉ tìm thấy trong ngôi làng 68 người, hầu hết là phụ nữ, người già và trẻ em. Những con người vô tội và không có khả năng kháng cự này đã trở thành đối tượng để Mãnh Hổ chút giận bằng hàng loạt phát súng và cả một quả lựu đạn. Lính Hàn Quốc đã giết hại dã man 65 người. 3 người may mắn sống sót trong vụ thảm sát, sau đó đã trở thành nhân chứng tố cáo tội ác của Sư đoàn Mãnh Hổ. Để ghi nhớ sự kiện tang tóc này, một đài tưởng niệm khắc tên của 65 nạn nhân đã được dựng lên tại làng Thái Bình. Thứ hai, vụ thảm sát Diên Niên, Phước Bình. Vào sáng ngày 9 tháng 10 năm 1966, một trung đội lính Hàn Quốc thuộc tiểu đoàn 3, lữ đoàn Rồng Xanh bắt đầu tập kích từ căn cứ Đồi Tranh, Quang Thạnh, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi vào thôn Phước Bình. Sau đó chúng đổ quân càn quét, lùng sục tất cả nhà dân và hầm chống phi pháo, cưỡng bức nhân dân xóm Bình Trung, thôn Phước Bình tập trung về sân trường học của thôn. Sau khi tập trung dân, chúng bắt đầu xả súng và ném lựu đạn vào nhóm dân thường. Vụ giết chóc này làm 68 người dân thôn vô tội ngã xuống, trong đó có 21 cụ già, 47 phụ nữ và trẻ em. Ngày 13 tháng 10, quân Rồng Xanh tiếp tục càn quét và hại thêm 112 người dân vô tội ở thôn Diên Niên gần đó. Tổng cộng, trong 2 ngày mùng 9 tháng 10 và 13 tháng 10 năm 1966, lính Hàn Quốc đã tàn sát 280 phụ nữ và trẻ em ở hai thôn Diên Niên, Phước Bình. Ngày nay, di tích vụ thảm sát Diên Niên, Phước Bình đã được xếp hạng và cấp bằng di tích quốc gia. Thứ ba, vụ thảm sát Bình Hòa. Ngày 3 tháng 12 năm 1966, nhằm trả đũa các hoạt động du kích của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, lính Hàn Quốc đã thực hiện một cuộc càn quét tại xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Trong vòng 3 ngày, tại 5 địa điểm, buồng đất nhà ông Chắp, hố bom Chuông Đình, dốc rừng, đồng trồi sữa và đám ruộng giếng xóm cầu, lính Hàn Quốc đã giết hại hàng trăm dân thường một cách dã man. Cao điểm là vào chiều ngày 6 tháng 12, người dân đã bị cưỡng bức tập trung lại rồi bị lính Hàn Quốc đồng loạt xả đạn, khiến 267 người thiệt mạng. Tổng cộng, trong thảm sát Bình Hòa, lính Hàn Quốc đã giết hại 430 người, trong đó có 269 phụ nữ, 12 phụ nữ bị cưỡng hiếp đến chết, 104 người già, 174 trẻ em, 3 gia đình bị giết sạch, không còn một ai. Năm 1990, chính quyền và nhân dân địa phương đã xây dựng một tấm bia căm thù tại hố bom Chuông Đình ghi lại tội ác này. Tháng 5 năm 1991, di tích vụ thảm sát Bình Hòa được xếp hạng và cấp bằng di tích quốc gia. Thứ tư, vụ thảm sát Bình An. Ngày 23 tháng 1 năm 1966, quân Hàn Quốc bất ngờ tổ chức một cuộc tấn công vào Bình An, nay là xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Chúng bao vây từ bốn phía với quyết tâm tiêu diệt toàn bộ lực lượng của ta, nhưng đã bị đánh trả quyết liệt. Tức tối vì không đạt được mục đích, ngày 7 tháng 2 năm 1966, các đơn vị lính Hàn Quốc bắt đầu tiến hành một chiến dịch tấn công tàn bạo bằng vũ khí hạng nặng. Từ sáng sớm, các đơn vị pháo binh của địch đều nã đạn cấp tập vào Bình An. Khi pháo ngừng, lính Hàn Quốc lập tức ập đến. Chúng tìm kiếm các hầm trú ẩn của dân ven làng, thả lựu đạn cay, bắt mọi người phải trồi lên rồi thả sức tàn sát. Ngay trong ngày đầu chiến dịch, 58 người dân đã bị giết hại. Những ngày sau đó, cuộc giết chóc, đốt phá ngày càng mở rộng quy mô và sự dã man. Trong ngày 12 tháng 9, 109 người đã bị giết hại. Ngày 23 tháng 2, tại khu vườn nhà ông Trương Niên ở thôn An Vinh, lính Hàn đã dồn 90 người dân tới, dùng súng trung liên hạ sát toàn bộ. Ngày 26 tháng 2 là ngày đẫm máu nhất,
khi lính Hàn Quốc dồn tất cả những người chúng bắt được ở các nơi về Gò Dài, thôn An Bình. Chúng đã giết hại 380 người bằng những hành động man dợ như hãm hiếp rồi dùng lưỡi lê đâm vào cửa mình phụ nữ và chất rơm đốt lửa thiêu sống trẻ em. Chiến dịch thảm sát của địch đã khiến trên 1.000 dân lành bị giết hại, trong đó phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em. Sự sống ở Bình An gần như bị hủy diệt hoàn toàn. Thứ năm, vụ thảm sát cây đa dù. Sáng mùng 4 tháng Giêng năm Mậu Thân, tức ngày 12 tháng 2 năm 1968, người dân các làng Phong Nhất, Phong Nhị ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã bị đánh thức bởi tiếng đạn pháo và súng máy. Sau đó, lính Hàn Quốc xuất hiện và áp giải rất nhiều phụ nữ, người già, trẻ em đến cây đa dù ven quốc lộ 1A. Tất cả những người này sau đó đã bị hành quyết một cách dã man. Theo các báo cáo của Mỹ, từ 70 đến 80 người dân không có vũ khí đã thiệt mạng. Đơn vị gây ra tội ác chiến tranh này là Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 2 của Hàn Quốc. Mâu thuẫn giữa Mỹ và Hàn Quốc đã xảy ra trong việc điều tra về vụ thảm sát. Phía Hàn Quốc đã ngụy biện rằng thủ phạm của vụ thảm sát là những binh sĩ Việt Cộng mặc đồng phục lính Hàn Quốc. Tuy vậy, Đại tá Robert Morris Cook, Tổng thanh tra của Lục quân Hoa Kỳ đã bác bỏ luận điệu này và khẳng định chính các binh sĩ Hàn Quốc đã tiến hành vụ thảm sát. Thứ 6, vụ thảm sát Hà My. Tờ Mờ Sáng ngày 26 tháng Giêng năm Mậu Thân, tức ngày 25 tháng 2 năm 1968, nhằm cưỡng bức người dân vùng bám trụ vào ấp chiến lược, hai đại đội lính của Lữ đoàn Rồng Xanh đã kéo đến bao vây làng Hà My, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Chúng gom người già, phụ nữ, trẻ em về xóm Tây ở 3 điểm, trước nhà ông Nguyễn Điều, 42 người, hầm nhà bà Lê Thị Thoại, 16 người và nhà ông Nguyễn Bính, 74 người. Sau đó chúng dùng súng tiểu liên, cối, lựu đạn bắn và ném xối xả về phía người dân. Man sợ hơn, sau khi tàn sát, chúng phóng hỏa đốt thiêu, thịt cháy khét, chỉ còn xương chất thành đống, chẳng ai còn gương mặt để nhận dạng. Vụ thảm sát đã khiến 135 người bị sát hại, trong đó chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em. Thứ 7, vụ thảm sát Duy Trinh. Sáng ngày 14 tháng 8 năm 1968, lính Hàn Quốc đóng tại Hòn Bằng, cách làng Duy Trinh, Quảng Nam chừng 400m, bắt đầu càn vào làng. Vừa đi chúng vừa bắn. Phần lớn người ở lại là người già, trẻ con và phụ nữ chạy xuống hầm trú ẩn. Quân địch phát hiện ra căn hầm nhà bà Thiệu tại xóm Mỹ An, liền ra lệnh mọi người ra khỏi nơi ẩn nấp, đứng xếp hàng trên miệng hầm. Một lát sau, chúng bắt tất cả trở lại hầm rồi bắt đầu cuộc giết chóc. Rất lạnh lùng, lính Hàn Quốc thay nhau cứ bắn một phát lại ném một quả lựu đạn xuống hầm. Có tất thảy 14 người, toàn bà già, phụ nữ và trẻ em vô tội bị sát hại thảm thương. Tất cả đều vùi trong căn hầm mà sau này trở thành ngôi mộ chung của họ. Toàn lính Hàn Quốc tiếp tục kéo qua xóm Vĩnh An, cách đó chỉ chừng 100m, vẫn hành vi man dợ như cũ. Chúng lùa mọi người xuống hầm, lạnh lùng bắn một phát súng, lại ném một quả lựu đạn. 18 thường dân vô tội khác đã thiệt mạng. Tổng cộng 32 đồng bào đã bị giặc giết trong vụ thảm sát ở làng Duy Trinh. Nỗ lực hàn gắn nỗi đau lịch sử của người dân Hàn Quốc. Nếu như sự tàn bạo của lính Mỹ với thường dân Việt Nam đã hứng chịu sự trừng phạt của dư luận Mỹ và quốc tế chỉ sau một thời gian ngắn, thì những vụ việc tương tự do lính Hàn Quốc gây ra đã không được nhắc tới sau một thời kỳ dài. Trong vài thập kỷ sau chiến tranh, do chính sách của các nhà cầm quyền, người dân Hàn Quốc hầu như không có thông tin gì về các hoạt động trong quá khứ của binh lính Hàn Quốc tại Việt Nam. Phải tới đầu những năm 2000, những bằng chứng về tội ác mới bắt đầu được truyền thông Hàn Quốc đưa ra qua tiết lộ của các cựu quân nhân Hàn Quốc ở Việt Nam. Những tiết lộ này đã phơi bày chi tiết sự tàn nhẫn trên một mức độ khó tưởng tượng của binh lính Hàn Quốc đối với dân thường Việt Nam, gây ra một cú sốc trong dư luận về vai trò của người Hàn Quốc trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Nhận thức được những tội ác trong quá khứ của các binh lính Hàn Quốc, kể từ đó đến nay, một số cựu binh và những người yêu chuộng hòa bình ở Hàn Quốc đã tham gia các cuộc vận động về vấn đề các vụ thảm sát ở Việt Nam, gửi lời xin lỗi đến nhân dân Việt Nam và quyên góp tiền để xây dựng các trường học và bệnh viện tại những nơi chịu tổn hại nặng nề nhất. Thông qua các hoạt động đó, họ mong muốn nhận được sự tha thứ từ người Việt Nam. Trong một cuộc thăm dò dư luận do Ủy ban Hòa bình của Tổ chức Đoàn kết Quốc tế của Hàn Quốc KHIS tiến hành, 77,9% người tham gia cho rằng chính phủ Hàn Quốc cần xin lỗi công khai và bồi thường cho các nạn nhân Việt Nam vì những tội ác mà các đội quân của chế độ Park Chung-hee đã gây ra.
Thưa quý vị, như vậy binh lính Hàn Quốc đã thực hiện tại Việt Nam trên 43 vụ thảm sát đẫm máu, trong đó có ít nhất 13 vụ giết trên 100 người. Có thể thấy, sự tàn ác của lính Hàn Quốc đối với người dân miền Nam Việt Nam còn nhiều và dài dằng dặc, mãi mãi là những dòng lịch sử đau thương mà bất cứ người dân Việt Nam nào cũng không thể lãng quên. Chưa dừng lại ở đó, ngoài binh lính Hàn Quốc thì còn có binh lính Australia. Họ đã ra tay sát hại những người dân thường ở núi đất, nay thuộc tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tại sao binh lính Australia lại bắn dân thường khi tham gia một cuộc phục kích hồi năm 1967? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Trong một bài báo vào ngày 13 tháng 10, Ben Morris, người từng chỉ huy một trung đội Australia, nói rằng binh lính Australia bắn nhầm dân thường khi tham gia một cuộc phục kích hồi năm 1967. Tới nay, ông vẫn chưa thể quên những tiếng rên rỉ của phụ nữ và trẻ em nằm lẫn trong các thi thể sau khi lính Australia ngừng nổ súng. Morris quyết định kể lại câu chuyện sau khi phỏng vấn các thành viên còn sống sót trong đội phục kích gồm 15 người để phục vụ việc làm luận văn tiến sĩ ở Đại học Wollongong. Câu chuyện của họ đã xuất hiện trên tạp chí Australia trong ngày 13 tháng 10. Theo bài báo, thời gian chiến tranh diễn ra ở Việt Nam, một khu vực đệm có chiều rộng khoảng 4 km bao vây căn cứ của lực lượng Australia ở núi đất. Quân đội Australia đã giải tờ rơi và thông báo với sự lãnh đạo địa phương về việc cấm dân thường lui tới căn cứ. Đêm ngày 22 tháng 10 năm 1967, Morris và 15 lính từ Trung đội 2, Đại đội Alpha, Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn Hoàng gia Australia đã lập một điểm phục kích nằm khoảng 1 km trong vùng đệm. Ông nói rằng nhóm đã chạm trán lính đối phương và đã sẵn sàng chiến đấu. Đầu buổi sáng tiếp theo, một nhóm dân thường vô tình bước vào điểm phục kích khi họ hái măng. Một trong số họ rút một vật thể khá dài ra và vẫy nó về phía những người lính. Tôi còn nhớ rõ cây gậy đó, tôi tưởng đó là một khẩu súng trường, một người lính kể với ông. Lần đó, xạ thủ súng máy thường tham gia tuần tra đang nghỉ phép. Người lính thấy chỗ anh này đã lập tức nổ súng vào những người hái măng. Một khi tiếng súng vang lên, mọi người đều bắn. Tất cả những gì họ cần là một người kéo cò. Một người lính khác nhớ lại. Màn nổ súng kéo dài chỉ 30 giây, nhưng 4 người dân thường đã chết. 6 người khác bị thương, nằm rên rỉ trước mắt những người lính. Morris đã yêu cầu binh lính ngừng bắn sau khi họ nhận ra bắn vào dân thường, gồm phụ nữ và trẻ em. Sau khi vụ bắn nhầm xảy ra, người chỉ huy đại đội, thiếu tá Peter White đã gợi ý cho các binh sĩ đặt vũ khí lên các thi thể. Theo quan điểm của tôi, đây là hành động lừa dối và bất hợp pháp, ông Morris sống ở Wollongong bình luận. Morris cũng nói rằng việc đặt vũ khí lên thi thể thường dân là chuyện thường diễn ra và White muốn cải thiện hình ảnh của đại đội thông qua việc tăng cường đếm xác. Tôi đã viết một báo cáo với nội dung liên quan tới việc đặt vũ khí của đối phương lên xác chết, nhưng sau đó tôi lại nhận lệnh phải ký vào một báo cáo khác nơi các dòng về việc đó không còn, Morris nói. Theo ông, đây là khởi đầu của một chiến dịch che đậy sự thật kéo dài đã khiến sự kiện không tồn tại trong lịch sử chính thức của Trung đoàn Hoàng gia Australia. Việc che đậy thông tin đã khiến nhiều người lính rơi vào trạng thái sang chấn tâm lý. Morris cho biết, người lính nổ phát súng đầu tiên đã chết mà chưa từng kể lại sự việc cho vợ nghe. Nhưng người vợ vẫn biết chuyện bởi ông thường nói về nó trong những cơn ác mộng. Một người lính khác luôn dằn vặt do đã bắn chết 2 thiếu nữ trong đoàn người hái măng. Đây là người duy nhất trong nhóm phục kích cầm súng trường AR-15. Ông này nói rằng một trong số 2 thiếu nữ đã trúng một viên đạn vào đầu. Viên đạn để lại một điểm đen rất nhỏ. Nếu thiếu nữ này trúng đạn 7,62mm của súng máy, một lỗ lớn sẽ xuất hiện phía sau đầu cô. Thiếu nữ thứ hai bị bắn trúng ngực và cũng có một vết đạn rất nhỏ ở ngực. Thông tin do Morris tiết lộ đã thu hút sự chú ý của dư luận tại Australia. White từng nhận huy chương thập tự vì sự can đảm trong năm 1968. Về sau, ông đã thăng chức lên trung tá trước khi nghỉ hưu với cương vị tư lệnh Trung đoàn Hoàng gia Australia số 1 ở Tower Village. Peter White qua đời năm 2005, trước khi thông tin do Morris công bố, người em trai Michael White đã lên tiếng bênh vực anh trai. Tôi tin rằng anh trai tôi không thể bỏ qua những hành động như thế, chưa nói tới việc khuyến khích chúng. Ông tuyên bố với tờ Telegraph của Australia. Cựu Thủ tướng Australia John Howard cũng bảo vệ White, người từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền từ năm 1987 đến năm 1989. Theo Howard, White là người danh dự và liêm chính. Ông cũng đặt ra câu hỏi, vì sao phải mất tới 47 năm người ta mới đưa ra cáo buộc đối với White?
Thưa quý vị, như vậy, đây không phải lần đầu tiên quân đội Australia bị cáo buộc đặt vũ khí đối phương cạnh xác dân thường để trốn tránh trách nhiệm và nâng cao thành tích. Cựu phó thủ tướng Australia, người phản đối mạnh chiến tranh ở Việt Nam từng tuyên bố vào năm 1976 rằng 27 dân thường Việt Nam đã mất mạng trong cuộc chiến và bị phù phép để trở thành các tay súng đối phương. Sau khi xem xong video ngày hôm nay, quý vị có nhận xét gì về những tội ác man dợn của binh lính Hàn Quốc và binh sĩ Australia? Hãy để lại bình luận bên dưới video quý vị nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo!